Hai lãnh đạo của chuỗi nhà thuốc lớn Farmatodo của Venezuela vừa bị bắt giữ sau khi giới chức nước này cáo buộc các đối tượng trên làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm hàng hóa. Những động thái dường như cho thấy Tổng thống Nicolas Maduro quyết tâm chiến đấu đến cùng trong cuộc chiến kinh tế. Chủ tịch điều hành chuỗi nhà thuốc Farmatodo Pedro Angarita và Phó Chủ tịch Agustin Alvarez đã bị bắt giữ để thẩm vấn và chính thức buộc tội hôm thứ Tư ngày 4 tháng 2. Các nhà phê bình của Tổng thống Maduro nói rằng khủng hoảng hàng hóa ở Venezuela không phải tự nhiên mà được tạo ra bởi dụng ý xấu một số cá nhân. Ngoài ra, chính phủ cũng đổ lỗi cho lãnh đạo phe đối lập và các doanh nhân được hậu thuẫn từ nước ngoài. Nền kinh tế phụ thuộc vào dầu đã thu hẹp bớt 2,8% và lạm phát cao kỷ lục đến 64%. Do doanh thu từ dầu giảm mạnh vì dầu trượt giá, các chuyên gia kinh tế dự đoán tình hình sẽ còn khó khăn hơn đối với Venezuela trong năm 2015. Hiện chưa có thông tin chính thức nào từ phía chủ nhà thuốc Farmatodo, nhưng đại diện của hãng này tuyên bố hồi đầu tuần rằng công ty vẫn luôn trong sạch và minh bạch trong suốt 96 năm ở Venezuela.